Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn vườn dừa sim lùng đỏ. Chỉ mới vừa tròn 32 tháng tuổi thôi. Đây là vườn dừa do chị mình trồng. Thì đã bán trái được 2 đợt rồi nha các bạn. Mời các bạn xem clip. Mới chưa được 3 năm mà. Ừ, 2 năm 2 năm rưỡi mà bán hết 2 đợt rồi. 2 năm rưỡi 2 tháng rồi đó. À. Hai năm gửi 2 tháng là bán được 2 đợt rồi. Đây là vườn dừa của chị mình nha các bạn. Đây sát sông Ba Lai. Phía bên Thường Đa này tầm 2 năm gửi 2 tháng, tức là bao nhiêu tháng rồi ta? 2 năm gửi là 30 tháng, 30 tháng. Lớn, nó đâu có lớn lắm chị, nó nhỏ như là được rồi, không cần lớn lắm. Từ dạ. Không có mấy cây bự này là lai rồi nè. Dạ. Mấy cây nhỏ vậy, gốc nó cỡ vậy là vừa rồi, nó là vậy thôi đó. Ừ. Nó đâu cần lớn lắm. Đây các bạn. 32 tháng, đã thu hoạch được 2 tháng rồi. Thì cũng ảnh hưởng hạn mặn. Trái cũng chưa có chuẩn lắm. Đây là sát sông Ba Lai luôn nè. Dừa này thì đó lấy giống, chưa có giống nhà nên lấy giống của người khác mà cũng tương đối chuẩn á. Đây thì chị mình trồng được khoảng 3.000 mét vuông. Bạn nhìn trái dừa tơ mới 32 tháng. Hai tháng mà trái đầy hết, chưa được 3 năm nữa. Này hồi xưa là ruộng nha bạn, ruộng rồi lên vườn. Mới có thu hoạch thôi, chưa có sai lắm. Dù trồng một lượt nhưng mà cũng có cây trái nhiều, cây trái ít. Này cũng có bị sâu nè, trái nó chưa ăn nè. Hôm đó cây sai rồi ha. Chung là dài đây khu này. Cái vườn này là vườn nó nằm cũng gần gần sát bên cái vườn nãy mình mới vừa quay. Cái trên đó rồi mình chạy xuống đây khoảng chừng 200 mét rồi. Trái đều hết rồi. Này khoảng chừng 5 nữa là ngon lành rồi. Mà đất đất gần sông này thì rất là tốt. Đây chị mình trồng xen cam, ổi, hạnh, đuông, đuông ăn, lật rộng luôn, một gốc luôn. Sai quá, đây có cây lai rồi. Giờ này lai nè các bạn. Cái này là đúng bỏ được á. Gốc chờ bá tái bự chảng luôn. Mới có 30 tháng, 32 tháng mà nó vậy nè. Ham không? Những chùm bên kia nó nhỏ xíu à. Nói chung là trái chín hết rồi. Ngon quá. 32 tháng có thu nhập rồi. Giờ này thì mưa này xuống giờ chỉ cần thúc phân vô thêm nữa là ngon lành luôn. Cũng hơi khít, giữa hai bờ hơi khít, cùng một bờ thì khoảng cách là ok, giữa hai bờ vẫn hơi khít nha các bạn.
hạn mặn hôm hổm thì chắc vườn dừa này còn đã hơn nữa. Thường thường mới có trái bự lắm chứ đâu có nhỏ vậy. Hổm là khô queo hết, không có nước đâu mà tưới. Nói chung là cái vườn này nó hơi sâu các bạn. Đi vô tổng chắc cũng hơi tốn thời gian á. Đi tới đây rồi mình quành tới về. Ở đây có một cây lai nữa. Mấy bờ dưới này ít lai, bờ trên nó lai nhiều vậy ta. Đây còn sai. Kia cũng sai luôn. Dạ, đống còn sâu lắm rồi. Giờ thì từ khi mà có nhiều thương lái mua cái giống dừa này thì ở đây người ta chuyển sang trồng cái dừa này hết rồi. Trước đây làm ruộng hay là trồng cái gì khác, giờ thì chuyển sang trồng dừa xiêm lùng. Đây có cái đường đi, mình đi vòng qua đây mình đi vô, đi mình thấy xa lắm. Lúc mày kia mới tới sông Ba Lai ngoài, ra chắc cả 100 mét nữa mới tới sông Ba Lai quá. Dài đây, trái hết trơn, 32 tháng, vừa chỉ 32 tháng thôi. Nhìn kế bên vườn của người ta nữa nè. Đây. Của hàng xóm kế bên người ta cũng trồng dừa hết rồi. Lại bên kia là sen cam nữa. Mình tính quay về nhưng mà giờ bên đây thấy có nhiều cá để quay quá, mình nán lại chút xíu nữa nha. Dừa nè, 32 tháng. Rồi, bên đây vườn của ai nha? Mình cũng không biết luôn, mà vườn này chắc cũng 5-6 năm rồi. Trái đặt lên luôn trời ơi. Cây này vừa lai rồi. Vừa lai mà trái nó cũng nằm quằn dưới đất. Ủa, vừa sai nè. Vườn này cũng ai đã quá vậy ta. Trái đều hết trơn, cây nào cái nấy kìa. Nói chung là giống dừa này thì ở Bến Tre giờ đi khắp nơi hết nè. Xuất phát điểm ở Châu Thành này thì Phú Quốc này thì với Tường Đa giờ đa số người ta đã chuyển sang trồng hết rồi. Cái cây dừa khác là cũng năm nay hạn mặn, cây trái khác chết nhiều, người ta chuyển sang giống này hết. Giống này giờ bà con đặt, người thân hàng xóm bà con đặt cũng có cây dao luôn nữa, khổ vậy đó. Không có để dao người ta, không có người ta lại bà con số người ta phiền lòng nữa. Vườn ngon quá. Để tới đê bà ơi, cái này là đê ba cho sông Ba Lai nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.